Chào quý ông bà cô bác, chúc quý ông bà cô bác được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình đến dự lễ tang Lê Thị Trinh, thường gọi là Thấm, đã từ trần vào lúc 17:40 ngày 29/2/2024, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Hưởng dương được 52 tuổi, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, quê quán ở ấp Khánh Thạnh, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng vào lúc 13:00 ngày 22 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký, xin cảm ơn. Nhưng mà cái bàn thật này là phải để hôm nay là để có bàn giống để ngoài này, để ra tới đây thứ mấy thì ngoài này thì nó có hai đứa con, có đứa con à, còn anh đang cho đó rồi có ai người ta cúng thì được, nhưng mà hôm qua cứ để ở đây đây dịch vụ mai táng tại hòm Út Tròn, sửa soạn anh em nhân viên sửa soạn để làm lễ nhập quan. Đây anh em cũng trang trí cũng xong rồi quý vị. Đang chọn nơi chỗ đang sắp xếp theo phong thủy. Còn con kiến nó thì nó giờ nó đi đường này đây anh em đang sắp xếp. Bình thường thôi, bây giờ cả đây như chiếu nó như chiếu, ai muốn lại bằng dông mà ai muốn lại bằng phật thì lại, còn lại bằng qua lại bằng dông sắp xếp tận kịp giờ tận liệm. Lê Thị Trinh này thường gọi là Thấm, có được đứa con, được có đứa gái 32 tuổi, có dâu, có rể, có cháu ngoại. Đây con cháu cũng xem mặt lần sau cuối, tặng chút xíu nữa kịp giờ tận liệm.
anh em nhân viên dịch vụ mai táng chuẩn bị làm trước khi làm lễ nhập quan, gia đình có dọn một mâm cúng đất đai nhân cảnh thần hoàng bốn cảnh chỗ ăn chỗ ở. Đây này, mâm cúng đất đai cúng trước khi làm lễ nhập quan. Còn các anh em bà con họ hàng lối xóm để đến phụ việc cho gia đình. Mấy tên dùng yếu có hai đứa rồi, thêm nữa. Đủ rồi, đủ chưa? Rồi bây giờ ai cái lấy cũng sắp sửa làm để nhập quan. Ai lấy một hộ lấy một cái thôi. Phật có 12 giờ, không có gì vậy. Phải qua hộ 12, qua 12 giờ. Cứ 12 hộ rồi ra vậy. Từ 12 đến 1 mà không. 60 hơn 60 đi. Từ 12 giờ đến 1 giờ là 6 giờ. Những tấm đánh con ba mươi tấm chừng tấm hả, những tấm mới tấm coi đánh có tấm chừng nào đánh kêu để chuẩn bị được à, coi những cái máy lệnh luôn được rồi, những tấm này đánh luôn không dạ năm chín đi ạ. Đã đến giờ làm lễ nhập quan. Rồi,
nhập quan. Khăn để trên mặt, áo để ngay ngực, quần để dưới, đồ nào dơ dơ để dưới giò, đồ nào không đồng ý đem bỏ ra ngoài đốt. Gối ôm để hai bên mền đắp lên, còn lưng thiếu đổ trà. Anh em đang làm lễ nhập quan đó. Cái đồ cũ có bỏ cái con, bộ đồ cũ để đốt, đồ mới để vô, đồ cũ để đốt đi. Đồ cũ để đốt bỏ. Cái đồ mới không? Đồ mới không đi. Lễ nhập quan. Đây có đứa gái. Đó, đứa gái bằng áo bông là con gái quý vị. Đứa hai vợ chồng mình ghế. Có được đứa chết được mà có đứa gái. Được ghế, đứa cháu ngoại. Có ba người. Đây là bằng áo bông, đây là con gái nè. Đó hai vợ chồng. Gái, thằng rể, đứa cháu ngoại. Nó được đứa cháu ngoại mới lớn nữa quý vị. Lại xá hai xá. Lại hai lại. Xá hai xá. Thì đang dịch vụ mai táng tại hòm Út Tròn. Đậy nắp và trang trí. Thì làm lễ diễn giá ông thầy thành phục khách tang cho con cháu trong gia đình.
sở thân lễ Phật ta ma mới. Thank you.
thần. Nghề đĩa tán lâm dương cầu phát, tay cầm tất đồng. Mình mặc áo châu phát ra màu diệu, quyền đấu đông còn quy bộ quốc. Phủ nguyên tài mãn dạng Tây Phương, đĩa tán là từ tôn tiếp đấu đông còn. Phủ bà dây thủy tân hướng vô, 52 tuổi tử ân ngày 20 tháng 1 năm Giáp Thìn, được về miền tỉnh nhất. Còn Phật đưa tay gấp, nghiệp trước tan dần, chứng phẩm trên nhà vui dậy Phật tổ kèm thêm thưởng hương lễ nhị ra. Mẹ thúc lơ tàn bỏ các con,
các cháu ở lại dưới tầng buồn khổ lắm mẹ ơi. Mẹ ơi thương mà là thương, nhớ mà là nhớ, nhìn lưng xa cho tiếng nói tiếng buồn của mẹ. Nghe nghe tên ta chăm lễ nghĩ ơi, tình tân nhớ yeah.
Tiền thiền, ta chăm lễ thành.